Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga vừa thông qua dự luật về việc sửa đổi hiến pháp cho phép đương kim Tổng thống Vladimir Putin tái tranh cử. Theo một trong những điều khoản sửa đổi của hiến pháp Nga, giới hạn số nhiệm kỳ Tổng thống được áp dụng cho Tổng thống đương nhiệm mà sẽ không tính các nhiệm kỳ Tổng thống trước đây. Theo dự luật về sửa đổi hiến pháp vừa được Hạ viện Nga thông qua, Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin có thể tiếp tục tái tranh cử trong hai cuộc bầu cử sau này. Tổng thống Putin giữ chức Tổng thống Liên bang Nga lần đầu tiên vào ngày 31 tháng 12 năm 1999 và đảm nhiệm cương vị này trong hai nhiệm kỳ. Tiếp đó, năm 2008, ông giữ chức Thủ tướng Liên bang Nga. Đến năm 2012, ông đắc cử Tổng thống và giữ cương vị này đến nay. Dự luật sửa đổi hiến pháp cũng quy định công dân Nga trên 35 tuổi có quyền tranh cử tổng thống với điều kiện phải liên tục sống ở nước này ít nhất 25 năm, chưa từng có quốc tịch nước ngoài hoặc giấy phép cư trú tại hải ngoại. Dự luật còn cần được Thượng viện Nga thông qua trước khi Tổng thống Putin ký và ban hành.